Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh đây. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với còn game PUBG Mobile. Và mình tiếp tục solo squad ở cái map Irango này nha. Vẫn là khu nhảy cảng. Khu cảng chưa bao giờ là hết hot cả anh em ạ. Đây rất đông. Vừa mình nhảy xuống thì đây đông quá rồi. Này thì chạy này. À một cháu chạy được. Vẫn chưa biết mình ở đây. Làm gì đây? Thanh niên này thì sao này? Bạn ơi, mình ở đầu này cơ mà. Ủa ôi, chạy này. Ủa, chạy được rồi anh em ơi. Ông này ông ấy chạy được rồi. Đây này, đây này. Bây giờ thì mình qua luôn cho được việc này. Đâu rồi? Bắn căng đét ở khu vực. Làm cái gì ở trên này? Một bạn. Đây rồi, có tiếng, có tiếng. Đang nhảy nhót à? Nhảy nhót à? Nhảy, trên thùng à? Này thì trên thùng này không để ý này, nhảy nhót mà không để ý là chỉ có chết thôi. Từ từ mình sang mình tìm, mình tìm cái thanh niên vừa lấy mặc đồ trắng mà bị mình bắn yếu đây anh em. Uầy, bắn nó cứ phải gọi là như kiểu được mùa vậy. Có tiếng. Dưới thùng, đây. Trong thùng. Hay, anh em nhìn này. Đây. Này thì đấp trong thùng này. Đấp trong thùng. Bạn tưởng bạn ở trong này mà bạn sống được với mình á. Làm gì có. Mình xin cây súng nhá. Bên kia bắn nhau vẫn căng. Mình sang liền. Lại có tiếng ở gần. Lại trốn à. Thanh niên cuối cùng của cái team này. Đâu rồi? Đây đâu bác tài? Đâu này? Hello bác tài. Không chết này. Vô lý. Trời ơi. Bắn vậy mà nó không chết luôn anh em ơi. Này không chết này. Không chết này. Vẫn nốc. Đâu này. Bọn này. Vẫn còn tiếng mà. Hình như ở trong mấy cái thùng. Thùng sau. Đây rồi. Thở súng. Ấy thanh niên ngồi trong hàm đá hở ra ngoài. Vẫn nốc anh em ạ. Cái gì? Gà có sừng à? Thanh niên ngồi trong hàng đá nhưng mà lòi cái chim ra ngoài. Ui. Từ thôi được rồi. Tạm tha cho mấy bạn này. Mình. Ôi, vẫn nốc này. Thơm. Mình sang bên này để mình hốt cái team này nữa cho nó nhiều kill. Đâu rồi? Bắn nhau nữa đi. Mình qua này. Làm tí cho con nó khỏe bạn ơi. Này bò này. Bò làm sao được? Người ta bò vào không bò, ông lại bò ra đường thế. Thế thì làm sao mà không chết? Vẫn còn đông lắm anh em. Mình đoán là như vậy. Bắn nhau lẫy giờ luôn. Từ đã anh em. Bây giờ mà xông thẳng vào cái đống giữa đấy là chết đấy. Cứ phải từ từ, củ từ. Anh em ạ. Phải chơi theo những cái chiến thuật mà. Đây rồi, có tiếng. Ở gần. Chạy ở gần này. Chạy bên này này. Chạy đâu cưng. Chạy đâu. Làm sao mà chạy được. Mình vừa thấy ở trên cái cuối đoạn kia có thằng lướt qua. Đâu rồi? Hello baby. Gần này. Trong mấy cái đống thùng này. Đâu rồi? Đây rồi. Này thì lượn này. Thêm một cháu nữa Bibo à. Tên giống con chó của mình anh em ạ. Con chó của mình đặt tên là Bibo à. Hi hi. Có M4 này, xin cây M4 luôn. Bọn này khá là giàu. Còn be các thứ đầy đủ. Vậy là vẫn nốc anh em ạ. Chưa hết. Trong này chắc hẳn vẫn còn rất là đông. Mình nghĩ là như vậy. Tại vì lúc mình nhảy xuống thì thấy nhiều dù mà. Sau đó là bắn nhau cũng gọi là bừa phứa cả. Đâu rồi? Đồng đội của bạn đâu? Tại sao lại... Mỗi bạn chạy một hướng thế này.
Như vậy là không có được rồi. Nghe vẻ tự yên vắng hẳn rồi anh em ạ. Không nghe thấy một cái tiếng quẩn què gì. Hết trơn à, định mệnh. Mấy anh trai ơi, trốn đâu vậy? Em chỉ có một mình thôi. À, đây rồi. À, bắn này. Mày rửa. Bắn này. Úi giời ơi, clear. Uầy, Việt Nam thế nào? Clear luôn cái team Việt Nam này. Vẫn còn chạy này. Thêm được mạng nữa. Ngon lành. Clear cả 10 kill. Uầy, xịn vãi anh em ạ. Nó cứ phải gọi là ơ, lại thêm một con boss nữa này. Lại thêm một con boss này, 11 mạng. Nói chung ấy, boss hay người đều tính kill hết. Đấy, ngon lành luôn. Thơm ngon. 11 kill. Úi trời ơi, xịn vờ là. Nó lại cứ phê quá cơ. Bây giờ thì tha hồ thôi. Ơ, vẫn còn tiếng này. Ui ui, dã nhau này. Ơ, thế là chưa clear. À, rồi. Cây vàng vừa giết người. Cây vàng hay là cây bạc gì thì cũng chết mà thôi. Đâu rồi, mình vào luôn anh em ạ. Đạn dược súng ống mình đầy đủ rồi. Vẫn còn dã nhau ở trong này. Chính tỏ là trong này quá đông anh em ạ. Mình ăn tới 11 mạng rồi mà vẫn còn. Cái khu cảng phải nói là anh em nào mà muốn luyện tập cho tay to các thứ thì hãy vào đây. Tí mình sẽ đặt cái tiêu đề. Như tay to thì anh em muốn vào anh em nào thích tay muốn tay to thì vào đây để tập luyện. Đây này. Mình nghe thấy tiếng rồi. Đang lùi nhuy này. Đấy, đang lùi nhuy. Đang lùi nhuy. À, ngó. Này thì ngó này. À, cậu vàng. Ui, cậu vàng mới chẳng não hạc cái gì. Cậu vàng ra đi vội vã rồi. Thế là lại thêm một mạng nữa. Bây giờ liệu rằng là có clear thật không đây. Định mệnh. Hy vọng là clear rồi. 12 kill. Đấy. Khu này mà vào đây mà tập luyện bắn nhau thì nó cứ phải gọi là xịn sò con bò luôn anh em. Từ từ, mình phải kiếm thêm ít đạn xanh. Ơ, có tiếng. À, nấp à. Ôi dồi ôi, nấp này. Ôi, Hàn Quốc này. Ôi phải, đông thế. Này, đông thế. Uầy, không được rồi. Bọn nó cứ kiểu lẻ lẻ từng thằng một như này là chết đây anh em. Thôi, mình nút luôn, mình té luôn anh em ạ. Té. Té luôn cho được việc anh em ạ, chứ không là chết đấy. Này, ơ, có xe. Ê, anh gì ơi, anh gì. À, dừng rồi. À, chơi luôn. Được, mình chơi với bạn luôn này. Hello, mình chơi với bạn luôn này. Ôi trời ơi. Hơi dễ anh em ạ. Hai thanh niên cũng kinh đấy. Cũng nhìn thấy mình ở đằng sau. Nên là nhảy xuống ăn mình luôn. Nhưng mà các bạn đen rồi. Gặp phải mình là các bạn quá đen rồi. Một pha cân hai. Thế là clear luôn anh em ạ. Thế là gọi là thằng à, team, cái team của cái thằng vừa mình giết cuối cùng ấy. Mình nghĩ là như vậy, mình đoán vậy anh em ạ. Ok, té thôi anh em. Rồi, như này là quá đủ rồi. Đi săn người nha anh em. Từ từ đã. Nhặt thêm vài quả lựu đạn tí mà quăng. Let's go. Ôi, xe bị kẹt rồi. Lấy xe ló thôi. Lên đường. Đây. Mình vừa lượn một vòng thì có thấy cái thính ở đây. Hợp lý luôn. Vào cướp luôn anh em ạ. Không phải nói nhiều. Mình sẽ đi săn người để có thể kiếm nhiều kill nhất có thể. Cho anh em xem cho những cái pha mãn nhãn. Đây. Vừa lại bắn thính à. Đây, từ. Mình... À, có xe này. À, người kìa. Úi, bị bệnh. Úi, đang làm gì đấy anh Niên? Anh gì đang làm gì đấy? À. Vẫn chưa biết mình kia chưa. Ủa ôi, xây thế không chết này.
vô lý này. Ôi, xong luôn anh em ạ. Thế thì chỉ có một mình bạn này ở đây thôi. Ôi, bạn buồn vậy. Tại sao lại chơi game một mình ở đây vậy? Ôi, flare này. Thế là tính ra là có mỗi mình thanh niên này bắn cái thính này thôi. Ôi, hóa ra là cái súng thính này thanh niên này vứt ở đây rồi, hết đạn rồi anh em ạ. Buồn nhờ. Vậy để thính mình ăn cho. Ôi, đáp của bom xịt rồi. Xịt rồi anh em ạ. Quả này thì không xịt đâu. Không thể xịt được. Ui, định mệnh. Vẫn phải thêm quả lửa anh em. Ui, thế nào thế? Ui, thế này giàu chưa này. Thanh niên này chứng tỏ là vừa lấy cũng ăn thính ở đâu đó anh em ạ. Ốp này. Có ốp các thứ. Thế là thanh niên này cầm hai cái thính, cầm hai cái gọi là bảo vật nóng ở trong bản đồ. Xong rồi phi xe ra đây ăn thính một mình. Một mình bạn ấy chơi hơi buồn. Thôi thì mình cũng giúp bạn rồi, đúng không? Giúp bạn để có thể là ra chơi bạn bè của mình. Ô, cái thính này rơi rồi. Ngon. Mình xin. Lại ốp. À, UG ốp, ok. Mình sẽ nút luôn và té luôn nha anh em. Đi kiếm người. Đây. Vẫn là lại lượn lách trên con xe của mình thôi. Vì bù lẫy giờ vẫn chưa thấy người anh em ạ. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Xe hỏng. Từ từ. Ui. Thanh niên cơ hội mình anh em ơi. Đâu rồi? Cũng có AUG cũng sấy. Thằng đấy. Cơ hội nhân quả đấy mình lật xe. May mà mình lật xe, mình chạy được vào nhà chứ không là thôi rồi đấy. Đâu rồi nhở? Mình không có thấy anh em ơi. Từ từ đã. Lên trên để ngó này. Đâu rồi? Bắn mình nè. Làm vài viên nữa để cho mình biết bạn ở đâu cái. Đâu được nhở? Đây à? À đúng rồi. Đúng rồi. Bay đầu Trang Thùy ơi. Nằm ngó ở đấy à? Nào, bạn bắn hộ mình tiếp đi. Mình này sợ bạn quá cơ. Đâu rồi? À, đồng đội đang chạy xuống này. Này thì đang chạy xuống này một viên. À, thôi, nó nấp vào tảng đá thôi anh em ơi. Sờ mốc. Nào, này thì chạy lại, định mệnh xịt rồi. Này thì đứng đó lại, ôi. Thanh niên này như kiểu gì nhở? Tại vì sao lại không biết mình bắn ở đây? Này, không biết là phải trả giá rồi. Như vậy thì đen quá. Thế là một thanh niên vẫn nốc này. Bạn của bạn đâu? Đâu rồi? Thế thì, à, uầy, có ốp luôn kìa anh em kìa. Được bạn ơi. Ốp ở đâu vậy? Ốp ở đâu? Ngó này. Ui, quả đấy vẩy không trúng đầu anh em ạ. Quả đấy vẩy trúng đầu thì ngon. Quả đấy mình tỏ ra mình vẩy hơi vội nên là không có vào đầu. Thanh niên này có ốp anh em ạ. Mình cũng phải đề phòng. Chứ không là bây giờ một mình mà ăn viên ốp là thôi. Đau thấy mẹ luôn. À, chạy bo. À, chạy sao được? Chạy làm sao được bạn? Bạn ơi, bạn mình cầm AUG thì bạn không chạy nổi đâu. Gặp luôn cho được việc này. Ngoài bo rồi. Té thôi anh em ơi. Không nhây. Cũng không chơi bọn này được. Bo thu đau lắm rồi. Mình vào bo đã. Di chuyển. Mu. Kệ nó, chắc mình nghĩ là nó cũng chết bo thôi. Cái bo này đau mà. Có xe. Ê, lại có. Vào trong chòi à? À, này thì vào chòi này. Ui, bù mắt, hơi bù mắt. Ôi, ôi thằng này trâu thế. Mình thấy không chết này. Được rồi, mình đẩy vào luôn nha anh em, đẩy luôn. Tại vì nó đang yếu lắm rồi, chỉ có một mình nữa thôi. Đẩy thẳng vào luôn này. Hello anh, hello bạn. Trọng tầng ạ. À? Này thì trọng tầng. Trời ơi, chạm mỗi viên nó yếu quá rồi anh em ạ.
bình giấy nó pha đấy hơi mù mắt nhưng mà nó cũng dính quá nhiều đạn rồi. Nó làm sao kịp bơm máu. Nó vào đây vừa bấm bơm máu thì mình phi vào, thằng bé nhả ra thôi. Từ đã, mình lên cái chòi này mình check. Còn sọ đấy, có một thanh niên chết ngoài bo kìa. Mình nghĩ là cái bọn mà vừa mình vừa bắn ở ngoài bo đấy. Thế là còn 6 người chơi nữa anh em ạ. 19 kill rồi, cố gắng lấy top 1 2 mấy kill là có cái clip đẹp đẽ cho anh em xem. Hợp lý. Mình sẽ ngồi đây dình một lúc đã. Vòng bo thì nó vẫn chưa thực sự ok lắm nên là mình ngồi dình một lúc. Thử nhìn bên này xem có anh nào chạy không. Không thấy gì. Lại trống vắng chiều nay rồi. À, có thằng lấy xe. Lấy xe à bạn? Lấy xe. Không xin phép này. Bắn ruồi này. Lấy xe mà không hỏi này. Trộm xe này. Ok, thế là vẫn lốc anh em ạ. Vậy là thằng này lấy xe đi đón bạn hay là ở đâu ta? Hơi khoai này. Bạn của nó đâu nhỉ? Bạn của ông này đâu? Dám trộm xe à? Bạn trộm là mình xích ngày. Đâu rồi? Mình nghĩ mà mình bắn như này thì thanh niên này không ra nữa rồi. Mình gạt luôn mà. Uầy, trong bo còn nhiều nhà quá anh em ạ. Cái bo này khó mình rồi. Nếu mà bo trong khu nhà thì mình khó mình rồi. Tự xem mình bo xem bo nó bo về đâu. Một bạn đã nằm xuống này. Đấy là còn 3 player nữa. Ok, mình đi luôn anh em. Mình ngoài bo rồi. Di chuyển luôn anh em ạ. Kệ mấy bạn này đây. Tí nữa bạn ấy vào bo thì mình bắt sau. Đây này, mình nghĩ trong khu nhà này có người này. Khu nhà này trong cũng giữa bo mà. Công luôn. Có người không? Hello, có ai trong nhà không? Không nghe thấy tiếng gì anh em ơi. Không có gì. Trong phòng có không? Không có. Hello. Không có luôn. Vậy là nhà này trống rồi. Nhà này trống rồi. Từ từ uống nước đã anh em. Còn 3 người chơi nữa. 3 thí sinh nữa thôi. Thính rơi đầu kia kìa. Có cùng một team không đây? Hơi khoai anh em ạ. Mình sẽ ngồi đây nhìn một lúc đã. Rồi mình mới đi anh em ạ. Cái giáp của mình cũng hỏng một nửa rồi. Nếu mà bây giờ mà còn một team thì hơi khó cho mình anh em ạ. Còn tiếng xe. À, chạy qua. Đâu rồi? À, chạy qua đầu trên anh em ạ. Ui, mình định soi lên để thấy. Để xem có thấy người không nhưng mà không thấy rồi. Khó nhở? Hơi khoai anh em ơi. Được rồi. Mình sẽ đi, mình sẽ rượt cái xe luôn nha anh em. Khô máu luôn này. Đi luôn, té luôn. Băm nó luôn anh em. Tóc không xoăn thì làm sao phải xoắn. Chiến luôn cho nó được việc nhở. Còn 3 đứa nữa, từ lấy không bắn nhau thì mình nghĩ cùng một team rồi. Thế lấy không có nó ở, bọn nó ở cái xe, bọn nó đi xe đấy rồi. Đây. Mình vào mình đá qua cái thính này. Đá qua cái thính. Ui lại có xe đi qua kìa. Ôi, cái gì đấy? What the? Ui, mẹ ơi. Ui, vãi đái. Nó nằm cạnh cái thính. Thế là mỗi thằng một team anh em ạ. Ui, mình sơ suất quá. Trời ơi. Đá qua cái thính, nhặt cái giáp thì mình lại chú ý cái xe. Thế là mình không để ý nó nằm ở bên cạnh. Một cái pha chết phải nói là nó nhạt nhẽo vô cùng. Ok, wow, hơn 3.000 đam. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.